Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh lỗ mũi. Nhưng mà không phải lỗ mũi của mình mà là lỗ mũi của chiếc xe máy. Thì nếu như mà cái bầu gió này được ví như là cái lỗ mũi của cái động cơ đốt trong của các xe máy này, xe ô tô, xe nào chạy bằng động cơ đốt trong ấy, thì cái lọc gió ở phía trong này nó được ví như là cái lông mũi để cản lại những bụi được bụi bẩn không tốt cho sức khỏe của chiếc xe chúng ta. Nhưng việc vệ sinh cái lỗ mũi của chiếc xe này, hay gọi là vệ sinh lọc gió này, nó là một trong những cái cách bảo dưỡng xe dễ nhất trong tất cả các dòng xe máy. Thì cái bảo dưỡng lọc gió là cái bảo dưỡng dễ nhất của xe tay ga, còn dễ xe côn tay hay là xe way kìa, xe SH kìa, lít kìa, đó, gần như là cách nào cũng dễ nhất mà cần những cái vật động dụng hết sức là cơ bản thôi. Chúng ta cần một cái lọc gió mới với tô vít bốn cạnh và một cái khăn để vệ sinh. Thế thôi. Cái lọc gió mới này mình mua giá có 60 ngàn ở các tiệm phụ tùng xe máy phổ thông. Thì Everblade này hay tất cả những xe máy phổ thông tại Việt Nam chúng ta ấy, thì mua phụ tùng rất là dễ ở các tiệm phụ tùng xe máy thôi. Không có gì là khó cả. Mà giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền, 60 ngàn một lần thay. Theo khuyến cáo của hãng Honda thì thay lọc gió nên thay khoảng 10 ngàn km một lần. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta ti tỉ loại bụi, người còn không nổi như là xe, thì chúng ta sẽ thay ở khoảng ngưỡng là 7 ngàn đến 8 ngàn km là chúng ta thay một lần. Ok. Thì việc thay rất là đơn giản thôi. Hiện tại chiếc xe như ví dụ như chiếc Everblade này, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con ốc. Chỉ cần 6 con ốc thôi là có thể tháo rời được cái mắt này ra rồi. Được, ok, chúng ta bắt đầu nha. Vặn ngược kim đồng hồ, ốc này là ốc thuận thôi, không vấn đề gì cả. Vặn ngược kim đồng hồ. Đó, chúng ta nên nhớ là tháo cái ốc này ra, chúng ta nên để vào một cái âu gì đó, hoặc là để một vị trí tất cả các ốc. 1, 2, 3 cái ốc đã tháo ra xong rồi, thì còn cái ốc trong này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ốc trong này này. Đó, thì ta không thể để chéo tôi biết là để vặn được hay là để rút ra để vặn được. Rất là không được, không được luôn. Đó, không thể như này được, nó bị chặn hết rồi. Ra hạ chân rồng xuống. Đó, bạn nhìn thấy ốc ở trong chưa? Đó, họ nhìn thấy ốc qua cái lỗ này chưa? Chúng ta luồn nó vít qua. Đúng vậy. Rất là đơn giản thôi. Đây, ví dụ ra ngoài hàng sửa xe có thể là cái giá của nó thay là khoảng tầm 120.000 150.000, tức là chúng ta đã có thể tiết kiệm được từ 60 cho đến 90.000 rồi. Vả nó ra đó thì mọi người có thể dễ dàng nhấc được cái phần lọc gió này ra. Ồ, đen xì. Cho mọi người so sánh nhá, giữa cái mới và cái cũ nhá. Để so sánh hai cái, một cái này mình chạy được khoảng 8.500 cây tại Việt Nam. Đó, một cái lọc gió mới. Khác nhau không? Một số người ý, thì bảo có thể là vệ sinh hoặc là xịt rửa đi cái lọc gió bẩn này, tuy nhiên là mình nghĩ là nó không dám bao nhiêu tiền cả, tức là lên thay để cho động cơ chúng ta hoạt động cách tốt nhất. Ví dụ chúng ta vệ sinh cái này đi thì chúng ta chỉ dùng được khoảng tầm đâu đó 3 đến 5 ngàn cây thôi, chúng ta cũng lại phải vệ sinh tiếp hoặc là phải thay tiếp. Thay đó chúng ta còn mất thêm một vài chục ngàn nữa, chúng ta đi hẳn 8 ngàn cây, đỡ phải tháo ra thắt lại nhiều lần, đúng không? Ok, cho mọi người cái nhìn về hai cái, một cái mới một cái cũ nha. Trong cái hộp này đó, cái xe này thì nó còn tương đối là sạch, tại vì xe mình cũng là mới, đi được có mười mấy ngàn cây thôi, nên là mình cũng không thấy nó bẩn gì nhiều. Nên là phải lau chùi đi, vệ sinh đi nên nó càng sạch càng tốt. Đó, đây là phần hướng, đây là cái gọi là bầu gió. Đó, bầu gió, và đây cái ống này ống hút gió thẳng tiếp vào động cơ này. Nó sẽ làm cách cao hơn cái mặt này một chút, để như chẳng may ví dụ là có xịt nước hay là cái gì nó bẩn, nó sẽ tích tụ ở dưới này. Và nó có cái ống thoát nước đây này, mọi người nhìn nào, ống thoát nước đây này. Rồi, ống thoát nước này. Thông thường ấy, một số cái xe cũ rồi ấy, chúng ta lên kẹp này ra, lấy cái kìm kẹp này ra, rút ra để xả mất cái nước ở trong cái phần lắng nước này đi. Nó đừng có nghe ai dạy mà chọc ở đây nhá. Nó sai hết cả khoa học đấy. Sai hết cả kỹ thuật đấy. Cứ để nguyên này thôi, nếu mà nó đầy, cảm giác mọi người thấy nước có đầy thì mọi người sẽ
sẽ tháo ra vệ sinh, lau ra sạch sẽ, đổ nước đi và kẹp lại y nguyên hiện trạng như thế này là xong. Ok, mình lau sạch sẽ đi. Đó, mọi người thấy luôn cả cái phần này. Ô, cái máng này này, cái máng này bẩn dị luôn. Mình sẽ mang đây vệ sinh. Chúng ta cố gắng lau cho nó càng sạch càng tốt. Mà cũng là đồ nhựa của Honda làm cảm giác chất lượng cực kỳ. Cái thay lọc gió định kỳ này giúp cho xe chúng ta đỡ tốn xăng hơn. Ví dụ khi nào mà bạn đi còn tầm xe đi còn tầm 8.000 cây từ lúc bạn thay lọc gió, đi 8.000 cây sau thì bạn bao giờ bạn sẽ thấy là cái lượng nhiên liệu chúng ta tiêu thụ trên 100 cây số nó cao hơn ấy. Hoặc là tính nông văn dền như kiểu là xe của mình đổ 70.000 thì bình thường mới đi được khoảng tầm 130 cây, nhưng mà sau khoảng 8.000 với cái lọc gió cũ này thì mình chỉ đi được có 100 cây thôi, tức là hụt mất 30 cây số cùng cái giá 70.000 đi cho nó dễ tính. Chứ còn quy ra lít và quy ra số tiền xăng thì mọi người sẽ có khó hình dung đúng không? Quán lau có sạch nhất có thể. Ok, tạm tạm thì đây. Ok rồi, lắp lọc gió vào nó cũng đơn giản như là chúng ta tháo ra thôi. Đầu tiên ý, cái máng này chúng ta lắp cái lọc gió này vào đây. Đó, nó vừa khít. Mọi người ấn xung quanh viền này vào cho nó thật là khít đã nhỉ. Không rãnh nào và khảnh rãnh đó, xong rồi chúng ta quay ra. Chúng lắp vào đây. Lắp ngược lại. Lắp ngược lại ốc. Lưu ý nhá, ốc này tất cả là, ốc này đều là cái gen bằng nhựa. Nên chúng ta tuyệt đối không được nghiến răng nghiến cổ chúng ta vặn. Chỉ nên vặn vừa đủ tay thôi, vừa đủ lực thôi. Chặt chặt một chút là thôi, ok rồi. Tại vì nhựa nó có cái sự kín khít khá là tốt đấy. Nên yên tâm nước nó không vào được đâu. Ok, cuối cùng nó hoàn thành. Đấy, công việc đây là một cái việc bảo dưỡng dễ nhất mà bất kỳ ai có thể làm được, kẻ bán nữ có thể làm được. Chúng ta tiết kiệm được tiền này, và chúng ta cũng hiểu biết hơn là lỗ mũi, cái lông mũi của xe máy nó nằm ở đâu. Đó. Ok, nếu mà các bạn thấy video như này bổ ích, hay thì có thể like, share clip này và tự làm tại nhà. Nếu có cái câu hỏi gì có thể đặt cho mình ở comment phía bên dưới, mình trả lời cho các bạn ngay. Ok, bye bye. Chúc các bạn được bình an nha.